khi đại dịch Covid-19 xảy ra, mỗi ngày Quan Hôn Lim thức dậy sớm, quét dọn quán cà phê nhỏ của mình ở tầng trệt khu chung cư Monarchy nằm bên sông Hàn, Đà Nẵng. Chuẩn bị pha cà phê, sắp xếp bàn ghế. Đúng 7 giờ, anh mở cửa đón khách. Khách là những người Hàn Quốc và người Việt sống trong chung cư. Cả những người Hàn sống ở phố Hàn gần đó. Chúng ta bắt đầu học phụ âm của tiếng Hàn nhé. Anh Hun có 27 năm làm việc cho tập đoàn K-Nam tại Seoul, Hàn Quốc. 5 năm cuối cùng làm việc tại chi nhánh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó anh nghỉ việc và đi du lịch khắp Việt Nam và cuối cùng chọn dừng chân tại Đà Nẵng. Lớp tiếng Hàn cho sinh viên Việt Nam giúp anh hiểu thêm về người Đà Nẵng và văn hóa Việt Nam. Hun đến Việt Nam khoảng hơn 10 năm rồi. Đà Nẵng là khí hậu rất là tốt, phong cảnh rất là đẹp và người Đà Nẵng rất là hiền. Thích người Đà Nẵng rất là nhiều á. Hun đang suy nghĩ là ở Đà Nẵng luôn. Đà Nẵng là một trong những thành phố hiện đại nhất ở Việt Nam và có ưu thế trong nhiều lĩnh vực như du lịch dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Số liệu của ngành du lịch cho thấy năm 2019 có 3,5 triệu du khách nước ngoài đến Đà Nẵng, trong đó 50% là du khách Hàn Quốc. Trước khi có dịch Covid-19, khu phố đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ bờ sông Hàn ra đến bờ biển và vùng lân cận, đã trở thành một phố hàng sầm uất. Với hơn 10.000 người sinh sống, làm việc ở Đà Nẵng, cộng đồng người Hàn đã trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở thành phố này. Các ngành nghề, du lịch, dịch vụ, bất động sản, khách sạn, nhà hàng là những ngành kinh doanh phổ biến nhất. Lee Jun-hee đã làm việc ở các doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc ở Quảng Nam trong 12 năm trước khi định cư tại Đà Nẵng với một quán ăn Hàn Quốc nhỏ trong khu dân cư gần bên phố Hàn. Sống ở Đà Nẵng là có thể thở được, rất là vô tư. Nếu tôi sống ở Hàn Quốc thì căng thẳng rất nhiều và cũng có bị áp lực. Không ai cho áp lực nhưng mà tôi cảm thấy bị áp lực. Sống ở đây là rất là hạnh phúc và tôi không muốn về nước. Ở đây sống đến chết. Ok, chuẩn bị. Không. Chuẩn bị. Won Sun Jae, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng, đã có 2 năm làm việc ở đây. Bạn gái của anh cũng đang làm việc tại một thành phố khác ở Việt Nam. Họ dự định sẽ sống ở đây lâu dài. 학생으로 바라봤을 때도 여기는 이제 베트남이라는 나라는 학생들이 좀 되게 자유롭고 행복한 나라인 것 같아요. 근데 한국은 공부도 마찬가지잖아요. 경쟁이 섞여서 대학을 좋은 대학을 가야 된다, 좋은 직장에 취직을 해야 된다라는 그 엄청난 압박에 시달리면서 좀 약간 학생들은 저는 한국 학생들은 조금 많이 힘들고 불쌍하다라고 생각을 하는데. Linh có thể giới thiệu bạn của Linh cho Huy. Để có thể sinh sống và đầu tư ở Đà Nẵng, nhiều người Hàn Quốc học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Rất nhiều lớp học tiếng Việt như vậy đã mở ra những cơ hội cho những thanh niên Hàn Quốc trẻ tìm kiếm một môi trường sống, môi trường làm việc mới. Dạo này kinh tế của Việt Nam càng ngày càng tốt lắm và nghĩ ở Việt Nam có cơ hội rất nhiều. Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, phố Hàn đóng cửa. Tính đến tháng 7 năm nay, cả nước đã có hơn 70.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Dịch bệnh kéo dài đã bào mòn sức lực của doanh nghiệp trong nước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm, quy mô nhỏ và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, liên tiếp chịu tác động từ những đợt bùng phát dịch thời gian qua.
quán cà phê của anh Quan Hôn Lim sau thời gian cầm cự cũng đóng cửa. Anh tận dụng thời gian đó để học các khóa học đầu tư online. Ở Đà Nẵng, đang xử lý trong dịch COVID-19 là hơi khá, hơi tốt vì một số khu vực là phải có cách ly. Bây giờ cả nhân dân phải có hy sinh một chút thì có thể nhanh qua COVID-19 được. Bây giờ bên Hàn Quốc có vấn đề hơi nặng là không muốn hy sinh tự do của cá nhân, cho nên bây giờ trong một năm rưỡi là cả ngày không bao giờ trừ một ngày, cả ngày cũng có phát sinh dương tính COVID-19. Nhưng ở Việt Nam khoảng hơn một năm là dự phòng COVID-19 rất tốt. Lee Jun-hee để gia đình ở lại Đà Nẵng, còn anh vào Quảng Ngãi để làm việc cho một doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho công nhân ở khu công nghiệp Dung Quốc. Họ tìm kiếm mọi cơ hội trong hoàn cảnh khó khăn để sau khi dịch bệnh được kiểm soát, sẽ tiếp tục cuộc sống ở Đà Nẵng. Điều gì làm họ gắn bó với nơi này như vậy? Mười hai năm trước, ở tập đoàn Kê Nam, Quan Hôn Lim làm việc 12 đến 14 giờ mỗi ngày. Một vị trí ở những tập đoàn lớn như thế là khao khát của nhân lực trong thị trường việc làm ở Hàn Quốc với mức lương tốt và uy tín lớn đối với xã hội. Thế nhưng, Hun đã rất mệt mỏi khi nghĩ đến công ty nơi anh đã bỏ cả tuổi trẻ vào đó. Chỉ muốn sống cuộc đời đơn giản ở một xã hội ít cạnh tranh hơn. Everyone wants to for the Samsung or LG. So that is the model of Koreans way of thinking, you know. I learned a lot of money there because I work for bank. But now I think that's meaningless. Nhờ sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, người dân có mức sống sung túc hơn các thế hệ trước rất nhiều. Vì sao mà nhiều người vẫn muốn rời khỏi quốc gia với GDP bình quân đầu người rất cao để đến một nước đang khao khát vươn lên tầm cao như vậy? Ở trường học trung mà bản đế mà hỏi là nhà bạn yên tích là thế nào? Cấp 1, cấp 2, cấp 3. Như vậy là làm sao hạnh phúc được? Người cấp trên là hạnh phúc, nhưng mà người dưới là luôn luôn bị áp lực. Làm sao bố là bố, làm sao không cho căn nhà rộng rãi, và làm sao không có chiếc xe lớn, chiếc xe nhỏ cũ. Nếu theo như thế thì phải vay tiền ngân hàng. Vay tiền ngân hàng thì phải có làm nhiều hơn, nặng hơn. Cuối cùng tôi cảm thấy hạnh phúc là cái gì? Người Hàn Quốc thường nói là house tour, có nghĩa là người muốn tiền rất là nhiều để mua nhà rất là lớn ạ. Car tour cũng là muốn tiền để mua xe rất là sang trọng mà, thì để nói cho người khác à, tôi ở nhà rất là lớn và tôi có xe rất là sang trọng mà, thì nhưng mà không có tiền đâu, cũng là một vấn đề xã hội ở Hàn Quốc này. Ở đây là vô tư, mặc dù tôi ít tiền mà không sao. Không sao mà tôi chỉ có ở một món, không phải là một ngôi nhà, một căn hộ, một chiếc xe
không cần như thế, vô tư đi bộ cũng được, hoặc ở một chiếc xe đạp hoặc một chiếc xe máy cũ cũng được. Việt Nam năm vừa qua đã được bình chọn xếp vị trí thứ 10 trong số những quốc gia mà người nước ngoài muốn đến sống và làm việc nhất. Đà Nẵng có thời tiết tốt, món ăn ngon và con người thân thiện, giá cả sinh hoạt và nhịp sống vừa phải, đã từng là điểm đến rất được yêu thích của khách du lịch Hàn. Vì thế có vô số người Hàn mong muốn đến mở dịch vụ du lịch buôn bán ở đây. Tính đến tháng 11 năm 2020, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài có số lượng dự án nhiều nhất và xếp thứ tư về vốn với 232 dự án. Tổng vốn đăng ký đầu tư là 376 triệu đô la Mỹ, tập trung trên các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, bất động sản, sản xuất công nghiệp và công nghệ thông tin. Đã nhiều tháng nay, Lee Jun-hee ở lại sản xuất ba tại chỗ tại công ty của mình và chưa được gặp lại gia đình đang ở Đà Nẵng. Tiêm vaccine rồi. Thứ hai tuần trước đã tiêm rồi. Sáng nay tôi sẽ về lại Đà Nẵng. Đà Nẵng và sống chung với vợ mà làm ăn là có thể tổ chức một công ty nhỏ. Tôi chuyên môn là kinh doanh canteen, kinh doanh nhà cung cấp thức ăn công nghiệp, làm như vậy hoặc vừa không phải là để kiếm tiền mà chỉ có giữa cuộc sống, thì vừa giữa cuộc sống và có thể giúp đỡ trong giúp đỡ xã hội hiện tại. Quan Hun Lim cũng đang trong thời gian phong tỏa cùng gia đình anh ở Hàn Quốc. Many people doing business in Da Nang, almost of them start the business and wait, just wait to start again when the virus is gone. I heard that Vietnamese government have a new plan for the foreigner who got the vaccine. So maybe if there is no quarantine policy in Vietnam, I would come to Vietnam as soon as possible. Dù dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, nhưng Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư bằng các hội nghị trực tuyến với các nhà đầu tư Hàn Quốc, chú trọng vào 5 lĩnh vực mũi nhọn: du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp, công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp. Với rất nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, Đà Nẵng đang nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường và phố hàng bên sông Hàn đang chờ các cư dân của mình trở lại để sầm uất như xưa.